Hôm nay ngày 18 tháng 1, năm 2021, thứ hai tuần 2 mùa thường niên, chương trình gồm có các chuyên mục sau. Lời Chúa và chia sẻ tin mừng, thuyết giảng Linh Mục Du Xe Trần Đình Long. Tiếp theo chuyên mục chuyện đạo chuyện đời, món quà lòng thương xót. Cuối cùng là chuyên mục sống đúng sống đẹp, ngày thứ nhất cầu cho sự hiệp nhất. Trước hết mời quý vị lắng nghe lời Chúa. Sau đó là phần chia sẻ của cha Du Xe. Thưa anh chị em, ngày 1 tháng 11 năm 2021, sau 10 ngày nhập viện chiến đấu với COVID-19, Đức Hồng Y Conrad, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco, một người là trong những người gần gũi, cộng sự gần gũi nhất với Đức Thánh Cha Francisco đã được xuất viện, chia sẻ với hãng tin Cruz, Đức Hồng Y người Ba Lan nói, đó là một Giáng sinh khác lạ, nhưng tôi đã ngồi với Chúa Giêsu mỗi ngày. Cảm ơn các bác sĩ đã mang Chúa đến cho tôi. Đức Hồng Y cho biết, các bác sĩ không chỉ chữa cho Ngài về thể lý, nhưng cả về đời sống thiêng liêng. Khi mang đến cho Ngài mình Thánh Chúa, được gói trong gạc y tế sạch sẽ, không thể cử hành thánh lễ, Đức Hồng Y đã rước lễ trong giờ kinh chiều. Đức Hồng Y đã được điều trị bệnh viêm phổi liên quan đến COVID-19 tại bệnh viện Gemelli. Sau khi được chuyển từ trung tâm y tế của Vatican, nơi Ngài có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Ngày 2 tháng Giêng trên Radio Maria của Ba Lan, Đức Hồng Y cảm ơn các thính giả và cảm ơn họ vì trong 10 ngày nằm bệnh viện, đời sống đạo đức của Ngài được tiếp tục nhờ Radio Maria. Ngài nói, chỉ bằng cách này, tôi đã có thể tham gia vào đời sống tôn giáo và cầu nguyện với người khác. Đức Hồng Y đã xin các bác sĩ đừng giữ Ngài ở lại bệnh viện chỉ vì Ngài là một Hồng Y. Ngài xin cho Ngài xuất viện ngay khi sức khỏe cho phép để nhường giường bệnh cho những người cần nó hơn. Thưa anh chị em, đó là một tấm gương sáng của Đức Hồng Y, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco, người bị nhiễm virus corona và đã được chữa khỏi. Và trong thời gian nằm trong bệnh viện, thứ nhất là Ngài được chính các bác sĩ đã mang mình Thánh Chúa gói trong gạc y tế sạch sẽ đến cho Ngài rước lễ vì không thể cử hành thánh lễ được. Thứ hai là Ngài được nuôi dưỡng trong bệnh viện, được nuôi dưỡng ngoài những quà ăn vật chất, thực phẩm, lương thực hàng ngày. Còn lương thực hàng ngày thiêng liêng đó là Radio Maria. Chỉ bằng cách này tôi có thể tham gia vào đời sống tôn giáo và cầu nguyện với người khác. Và thứ ba nữa là Ngài xin bác sĩ, nếu Ngài đã đỡ rồi thì cho Ngài xuất viện. Chứ đừng vì Ngài là Hồng Y mà được ưu tiên ở lại bệnh viện vì có nhiều người đang cần nằm viện mà không còn chỗ. Thưa anh chị em và các bạn, nói đến Radio Maria mà Đức Hồng Y, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco nói, chúng tôi cũng đã và đang làm việc này, đó là Radio Lòng Thương Xót. Qua Radio Lòng Thương Xót, nhất là những người bệnh, có thể mở được, nghe được, thấy được lời của Chúa, chuyện đạo, chuyện đời và sống đúng, sống đẹp. Có thể hiệp ý cầu nguyện 3 giờ chiều vì chúng tôi đã làm video, audio lần chuỗi lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều. Có thể lần chuỗi mân côi hiệp thông với nhau vì chúng tôi đã có năm sự vui, thương, mừng, sáng. Vừa có video, vừa có audio để anh chị em có thể mở lên cùng cầu nguyện hiệp thông với nhau trong chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót và có thể hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện, trong việc chia sẻ lời Chúa, nghe lời Chúa, rồi trong hạnh các thánh và những cách sống lòng thương xót Chúa, sống đẹp, sống đúng ngày hôm nay. Đó là điều mà chúng tôi đang làm. Và năm nay, nhiều anh chị em đang xin cho những người bệnh, nhất là những người ở vùng sâu, vùng xa, để họ có máy họ nghe. Và đây là một trong những lá thư mà chúng tôi nhận được xin gửi đến anh chị em. Con xin chào cha, con chúc cha buổi tối được an lành trong lòng thương xót.
Xin Chúa ban cho Giai được nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con và những người khác nhận biết lòng thương xót Chúa. Thưa Cha, ngày mai con phải đến viện để truyền thuốc. Nơi con đến toàn những bệnh nhân mắc những căn bệnh nan y như con. Đã có rất nhiều anh chị em qua đời. Họ rất hoang mang lo sợ. Con không biết lấy gì an ủi mọi người, bởi họ là những người rất đáng thương. Khi kết thúc cuộc đời này, họ không biết đi đâu. Tháng 6 năm 2019, con có vào giáo điểm tin mừng nơi Cha và cộng đoàn cầu nguyện. Và con cũng mua được một số đài 360 bài giảng của Cha. Lần nào đi viện, con cũng mang đài đi nghe. Một số anh chị em người lương dân cũng rất muốn nghe. Vậy là con đã tặng hết số đài của con cho những ai thực sự muốn nghe. Sau đó con cũng cóp thêm thẻ nhớ để tặng thêm những người con tặng thẻ. Có người thì đã mất, có người vẫn còn sống. Thưa Cha, những người mắc những căn bệnh nan y, họ không còn phương thuốc nào chữa trị. Họ chỉ hoàn toàn tuyệt vọng trên cõi đời này. Vì thế, khi con giới thiệu và tặng đài radio bài giảng lòng thương xót cho họ, họ rất hứng thú, nghe một cách say mê và nhiệt tình. Có rất nhiều người muốn xin Cha cầu nguyện cho họ. Xin Cha cầu nguyện cho các bệnh nhân để họ được nhận biết lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương chữa lành tâm hồn cũng như thể xác những con người đau khổ như chúng con, để chúng con có cơ hội làm chứng cho Chúa là không gì mà Thiên Chúa không làm được. Nhưng nếu Chúa muốn gọi chúng con ra về, ra đi về với Chúa, thì xin cho chúng con được về với Chúa bình an. Xin Chúa ban cho chúng con bình an phó thác trong tay Chúa. Chỉ xin Chúa luôn ở bên chúng con là chúng con hết lòng tạ ơn Chúa rồi. Thưa Cha, nếu có thể được xin Cha gửi thẻ nhớ cho con để con tiếp tục gửi đến những người khi cần đến lòng thương xót Chúa, con xin tạ ơn Chúa. Amen. Thưa anh chị em, đó là một người viết. Sau đó là con xin phép về đây con phải phát bài chia sẻ đến nhóm chia sẻ của chúng con để cùng cầu nguyện. Nhóm cầu nguyện của chúng con là nhóm Đức Mẹ Môn Côi và nhóm chia sẻ toàn bộ với anh chị em Việt Nam đang lao động bên Trung Quốc. Thưa anh chị em, đọc xong tôi thấy xúc động vô cùng. Thấy được, có những người, đây là một người giáo dân, một người phụ nữ, một người lao động ở bên Trung Quốc. Và những anh chị em ở bên Trung Quốc, họ liên kết với nhau trong mạng lưới cầu nguyện. Rồi họ truyền cho nhau những thẻ nhớ, những bài giảng lòng Chúa thương xót. Tôi làm cái công việc mà Hồng Y đã được nhận cái đó. Đó là cái Radio Maria mà những người Ba Lan làm. Và 10 ngày bị cách ly, Đức Hồng Y nói, tôi được nuôi dưỡng, đời sống đạo đức của tôi được sống động, được cầu nguyện hiệp thông nhờ cái Radio Maria đó. Và đây là một lá thư thứ hai. Hôm nay ngày 11 tháng Giêng 2021 đến thăm nhà một bác ở Hà Nội. Bác ở tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Đông Đa, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Bác là một trong những người biết đến lòng thương xót Chúa sớm nhất ở Hà Nội. Năm nay bác 83 tuổi. Bác có 24 năm dạy môn toán cấp 2, 7 năm ở Hải Phòng, 10 năm ở Hà Giang và 7 năm ở Hà Tây cũ. Học sinh lớn tuổi nhất của bác năm nay 73 tuổi, đã về hưu. Bác về hưu đã 30 năm. Bác đã đi lễ kính lòng thương xót Chúa ở Chi Hòa, Sài Gòn rất nhiều lần. Và những ngày cha du xe Trần Đình Long ra miền Bắc lần đầu tiên về giáo xứ Thạch Bích, Hà Nội, gia đình bác và một số anh chị em của bác đã đi theo để cùng với cha dựng lễ kính lòng thương xót Chúa và loan truyền lòng thương xót. Bác rất nhiệt thành trong việc loan truyền lòng thương xót Chúa bằng việc mua sách, mua đài radio lòng thương xót gửi tặng các nơi. Thì đây, dù sức khỏe không còn như trước, nhưng bác vẫn nhiệt thành trong việc loan truyền lòng thương xót. Nguyện xin Chúa ban cho bác thật nhiều sức khỏe và sự bình an trong tuổi già. Và những người ở bên nước ngoài, họ cũng đang làm công việc đó rất nhiều, thưa anh chị em. Và điểm đó cho mình thấy rằng là những cái món quà tặng mà chúng tôi đang chuẩn bị trong những ngày xuân sắp đến, anh chị em nhóm thiện nguyện đã đi chuyến công tác, ngày hôm nay là ngày cuối, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật rồi.
Hôm nay thứ hai trở về và chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới để đem những món quà lòng thương xót Chúa đến. Và chính Đức Giáo Hoàng, Ngài đã làm công việc thế này. Đức Thánh Cha Francisco và Đức Hồng Y người Ba Lan này là chánh sở từ thiện mới được khỏi COVID, thường trao đổi quà tặng. Vào sinh nhật lần thứ 57 của Đức Hồng Y, 25 tháng 11, Đức Thánh Cha đã gửi cho Ngài một chiếc bánh có số 75 trên đó, tuổi mà theo thông lệ các giám mục đệ đơn từ chức lên Đức Giáo Hoàng. Và vào sinh nhật Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y đã gửi cho Ngài những bông hoa hướng dương theo yêu cầu của những người vô gia cư ở Roma. Lần này khi được xuất viện, Đức Hồng Y nhận được thịt bò bistec Argentina Đức Thánh Cha tặng. Đức Hồng Y rất cảm động về cử chỉ này. Ngài nói, Đức Thánh Cha Francisco thật sự là một mục tử. Lắng nghe những điều bạn chia sẻ với trái tim và hành động một cách rất con người. Đức Thánh Cha Francisco thật sự là một mục tử lắng nghe những điều bạn chia sẻ với Ngài và hành động một cách rất con người. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha đã như thế, vậy mà dư luận, phương tiện truyền thông vẫn đua nhau bắn Ngài liên tục bằng những mũi tên tẩm thuốc độc vô cùng ác để hạ uy tín của Đức Thánh Cha, đồng thời cũng là hạ uy tín của giáo hội. Họ đưa ra những cái chuyện hết sức là tưởng tượng hoặc đưa ra những việc rất là tiêu cực với cái nhìn rất là thành kiến về Đức Thánh Cha, về giáo hội Công giáo mình. Mà nhiều người Công giáo mình không đủ bản lãnh, không đủ trình độ, không đủ hiểu biết và nhất là không đủ vững tin đã bị chao đảo, đã mất đức tin, đã bị vấp phạm vì những cái cớ mà người ta bịa đặt ra cho Đức Thánh Cha cũng như cho giáo hội, cũng như cho các đấng bậc. Anh chị em mình tha thiết cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha, gìn giữ giáo hội. Xin Chúa tạo sự hiệp nhất và bình an trong giáo hội cũng như toàn thể thế giới. Xin cho những anh chị em đang bị chao đảo đức tin, bị hoang mang, được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để nhận biết đâu là sự thật trong ánh sáng của Chúa, chứ không phải sự thật theo cái nhìn của con người, theo đánh giá của con người. Và chính vì Đức Thánh Cha đã trải qua như vậy cho nên Ngài mới là một người mục tử cảm thông được với con chiên của mình. Khi người ta hỏi về người này người kia, lỗi này lỗi kia, thì Ngài trả lời, Chúa không kết án họ, hà cớ gì tôi là giáo hoàng mà lại kết án họ. Và luôn luôn mời gọi, hãy yêu thương nhau, hãy có lòng thương xót nhau, hãy đối xử với nhau như con người, tôn trọng cả thiên nhiên, vì thiên nhiên bị tàn phá, chứ không phải chỉ là con người. Ngài lo lắng vì bầu khí quyển về môi trường, hết mọi chuyện. Rồi Ngài nói nhiều về vấn đề bảo vệ nhân quyền, về sự sống, về niềm vui. Thưa anh chị em, và Ngài đã trải qua những đau khổ để có thể cảm thông được với con chiên của mình. Như lời Chúa trong thư gửi tín Hebrew mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 năm lẻ thứ hai sau Chủ nhật thứ hai thường niên. Thưa anh em, Thượng Tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Thượng Tế nào cũng được chọn trong số người phàm. Đức Thánh Cha cũng là người được chọn trong số người phàm mà thôi. Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối. Vì mình yếu đuối cho nên vị Thượng Tế ấy, người chủ chăn ấy, người mục tử ấy, vị giáo hoàng ấy mới có thể cảm thông được với những kẻ ngu muội, những kẻ lầm lạc, vì chính mình cũng đầy những yếu đuối. Như Đức Thánh Cha luôn luôn nói, tôi, chúng ta đều là những tội nhân. Và Ngài luôn luôn nói, xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Ngài có bao giờ bỏ Ngài là chân lý, là đúng đâu, là thẩm phán, là người mà đứng phán xét đâu, không. Ngài luôn luôn nhận mình cũng là tội nhân như tất cả mọi người. Và rất cần cầu nguyện cho Ngài. Vậy thì thay vì mình kết án, thay vì mình loại trừ, thì hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho các đấng bậc trong hội thánh và cầu nguyện cho chúng ta, chính chúng mình nữa, cũng rất cần lời cầu nguyện. Chúng tôi rất cần lời cầu nguyện của anh chị em. Vì chúng tôi cũng là người được chọn trong số những người phàm. Vì cũng là người phàm đầy những yếu đuối,
Mà vì yếu đuối nên vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi như ông Aaron đã được gọi. Không ai có thể tự mình gán cho mình là giáo hoàng, là linh mục, là mục tử, là thế này thế kia, nhưng phải được Thiên Chúa gọi và Thiên Chúa chọn. Không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con và sai các con đi để sinh hoa trái. Cũng vậy, không phải Đức Kitô đã tự tôn mình làm thượng tế, ngay cả Đức Giêsu cũng không có tự tôn mình làm thượng đế, thượng tế, nhưng Đấng đã nói với người: con là con của Cha. Ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Như lời Đấng ấy đã nói với một, đã nói ở một chỗ khác: muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trật Melchizedek. Đức Giêsu khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện: nài xin lên Đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhận lời vì có lòng tôn kính. Đức Giêsu đã kêu van khóc lóc dâng lời khẩn nguyện lên, nài xin, kêu van khóc lóc khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng. Sống trong kiếp phàm nhân, Đức Giêsu mang lấy thân phận con người thì Ngài cũng đã làm như thế. Thì tại sao chúng mình không noi gương Đức Giêsu mà kêu van khóc lóc khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng, lên Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót? Người đã được nhận lời vì có lòng tôn kính. Chúng ta cũng sẽ được Chúa nhận lời nếu có lòng tín thác. Chúa nói: con càng tín thác bao nhiêu thì ta càng ban nhiều ơn cho con bấy nhiêu. Và hãy chạy đến với Chúa đi, thưa anh chị em. Trong lúc bối rối, lúc hoang mang này, trong lúc mà hoảng loạn này, ở nước Mỹ, nước Pháp, nước nào cũng đầy những rối loạn, bạo loạn. Và ở đâu cũng thấy người ta chém giết nhau dễ dàng quá. Có khi chỉ vì một cái nhìn thôi, nhìn đều thôi cũng ra lấy dao chém người ta. Có khi nhìn lộn người thôi cũng lấy dao chém người ta. Có khi chỉ một tiếng nói thôi mà cũng lấy xe tông chết người ta. Người ta chém giết nhau một cách quá dễ dàng. Như lúc mà đầy bạo loạn như thế, lúc mà mình đang lo lắng vì thất nghiệp, đang lo lắng vì có thể đói, nạn đói sẽ xảy đến tiếp theo với lại đại dịch đây. Khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị rồi quân sự. Đã như vậy, đáng lẽ ra thì phải lo mà nước này với nước kia, lo mà đoàn kết với nhau, lo bắt tay ra với nhau để mà tiêu diệt đại dịch đi, lo mà tương trợ lẫn nhau đi, nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau. Thì đây lại đua nhau chế ra vũ khí nguyên tử. Mới một ông nào đó, lãnh đạo một nước nào đó mới được bầu lên làm lãnh đạo, nó tuyên bố rằng kho vũ khí nguyên tử mình đủ sức tiêu diệt những kẻ thù. Và ngày xưa bảo là nói chuyện đối thoại với nhau, bìa nói là đó là kẻ thù của mình và chí muốn tiêu diệt. Rồi cái ông to đùng nhất cũng vậy, đua nhau chạy, đua vũ trang, chế ra hết vũ khí nguyên tử này, hết đầu đạn nọ, đến tàu bay kia, tàu ngầm nọ, cứ đua nhau để mà làm. Để làm cái gì thưa anh chị em? Để mà hủy diệt lẫn nhau thôi. Hai bên mà đấu đá lẫn nhau thì người sứt đầu thì kẻ cũng bể chán, người thì gãy răng, người thì cũng mất cầm. Có bao giờ mà chiến tranh mà không có sứt mẻ, không có chết chóc, không có đổ máu đâu. Mà người ta cứ thích như vậy để người ta muốn nắm bá quyền, người ta muốn làm lãnh đạo để người ta tôn vinh cái tôi của mình lên. Mà thực sự chưa chắc đã vì dân vì nước, mà vì cái cá nhân của mình, cái sùng bái cá nhân, muốn tôn sùng mình như là Chúa. Trong khi đó Đức Giêsu cũng là Chúa đấy, nhưng mà mang lấy thân phận phàm nhân để van xin khóc lóc dâng lời khẩn nguyện. Và dầu là con Thiên Chúa, Ngài đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học thế nào là vâng phục. Dầu là con Thiên Chúa cũng phải trải qua nhiều đau khổ để học được vâng phục. Và khi chính bản thân tới mức thập toàn thì Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh viễn, vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người. Dầu là con Thiên Chúa mà cũng không dành lấy cho mình địa vị làm con Thiên Chúa, mà xuống làm người như chúng ta, thân phận con người,
phàm nhân khóc lóc kêu van nài xin Thiên Chúa. Thế thì mình là gì thưa anh chị em? Mình là gì? Có khi mình là tổng thống, có khi mình là chủ tịch, có khi mình là giám mục. Dẫu mình là tổng thống, dẫu mình là chủ tịch, dẫu mình là giám mục, dẫu mình là hồng y, dẫu mình là tu sĩ, dẫu mình là thế này, thế nọ, thế kia, thì mình cũng phải như Đức Giêsu là phải trải qua những đau khổ để học được bài học vâng phục, để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa mà không theo ý của mình. Cái mà đau khổ nhất của con người ta có lẽ là bỏ cái ý riêng của mình ra để theo ý Chúa. Mà ý của Chúa đôi khi nó lại nằm trong những cái éo le, cái trái ngoeo, cái nghịch cảnh, cái mà phải lội ngược dòng đời. Ý của mình là muốn lãnh đạo, ý của mình là muốn thống trị, ý của mình là muốn được mọi người tôn vinh, đó là ý của mình. Mà Đức Giêsu Ngài có quyền làm cái đó, nhưng mà tự ý khước từ cái đó để trở nên một người phàm như giữa những phàm nhân này. Để làm gì? Chúng ta có một vị thượng tế đã trải qua những cái đó. Và khi bản thân đã trải qua cái đó thì Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai tùng phục Người, tức là cho những người tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Người. Nếu những người lãnh đạo, nếu những người mà có trách nhiệm trong giáo hội, trong xã hội, trên thế giới này mà học nơi Đức Giêsu bài học của người lãnh tụ, của người lãnh đạo như thế, không dành ưu ái, ưu đãi, ưu tiên, đặc quyền, đặc lợi cho mình, nhưng chỉ một điều duy nhất, đó là để phục vụ con người. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể phục vụ con người được. Đâu cần phải là linh mục tu sĩ, giáo dân cũng có thể phục vụ tốt được. Đâu cần phải là tổng thống, người dân thường cũng có thể phục vụ đất nước mình tốt được. Nếu mình là tổng thống, nếu mình là vua, nếu mình là hoàng đế mà mình trở thành một gọi là người độc tài, độc đoán, sẽ trở thành người độc ác thì lại có hại cho đất nước của mình hơn là người dân thường, hơn là những người giáo dân, thưa anh chị em. Vì thế mà Đức Giêsu mời gọi mỗi một người chúng ta là phải rượu mới thì phải có bầu mới. Nếu không thì rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Ngày hôm nay đón nhận cái mới ấy, cái rượu mới ấy là cái tinh thần của Đức Giêsu, tinh thần của Đấng làm thượng tế, làm đầu, làm người có thể có được hết tất cả mọi sự mà khước từ tất cả những cái vinh quang đó để hòa mình, để ở giữa đoàn chiên được ngửi đến mùi của con chiên, để sẵn sàng cúi xuống, thầy là thầy mà cúi xuống mà rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau, để ai làm đầu thì phải làm người hầu thiên hạ, để hãy cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình và tha thứ cho kẻ thù của mình. Đấy là cái rượu mới đấy. Và nhất là có lòng thương xót như cha anh em là Đấng giàu lòng thương xót, nên hoàn thiện như cha anh em là Đấng hoàn thiện, và yêu thương nhau vì chúng ta là con của cha trên trời, là anh em với nhau. Đấy, rượu mới đấy. Xin cho chúng ta mỗi ngày nghe lời Chúa, nghe những chuyện đạo, chuyện đời, nghe hạnh các thánh, nghe về sống đúng, sống đẹp, gương các thánh nhân, gương các vĩ nhân, những chứng nhân của ngày hôm nay, ta dần dần thay cái rượu cũ bỏ đi, cái suy nghĩ cũ kỹ bỏ đi, cái con người cũ của ta bỏ đi, vì cái bầu da mới rồi. Cái bầu da mới này là thân thể của mình, nhớ rằng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đền thờ của Chúa Thánh Thần như là bài đọc hai chúng ta nghe hôm ngày Chủ Nhật. Đền thờ của Chúa Thánh Thần rồi thì làm cho cái thân thể này, cái thân xác này không còn phải là cái dụng cụ để phạm tội nữa, nhưng mà là một cái phương tiện để giúp cho mình nên thánh, phương tiện để giúp cho mình thánh hóa con người của mình toàn vẹn. Thay đổi cái suy nghĩ đi, thay đổi lối sống đi, thay đổi con người của mình đi, để chúng ta thực sự là con cái của Thiên Chúa và là con cái chứng nhân tông đồ của lòng Chúa thương xót. Gà tây cho người nghèo. Đôi vợ chồng công giáo tặng hàng trăm con gà tây cho người nghèo ở New York.
Đối với ông Alphonse Catanzas, một doanh nhân Công giáo ở New York City, Thanksgiving, lễ tạ ơn, từ lâu đã là thời gian hy sinh và quảng đại. Từ 4 năm qua, vào dịp lễ tạ ơn, ông và bà Maria, vợ ông, lại tặng hàng trăm con gà Tây cho những gia đình nghèo ở trong thành phố. Năm nay, trong bối cảnh đại dịch virus corona gây ra nhiều thiệt hại, gia đình ông bà Alphonse đã đóng góp nhiều hơn để đảm bảo rằng những người nghèo ở Brooklyn và Queens vẫn có được bữa tối lễ tạ ơn đầy đủ. Ông Alphonse nói, nhờ ơn Chúa giúp, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc này. Nhờ ơn Chúa giúp, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc này. Khi ông Alphonse còn là một cậu bé, vào tháng 11 hàng năm, cha của ông chất hàng trăm con gà Tây vào một chiếc xe tải, đến trường học đón Alphonse và anh trai của ông, rồi ba cha con cùng nhau lái xe đến các xưởng gạch và các bãi cung cấp hàng ở xung quanh Brooklyn. Họ đến thăm tất cả những người làm việc chung với cha của ông trong suốt cả một năm, rồi tặng cho họ một con gà Tây vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Tư trước lễ tạ ơn. Sau đó, cha của Alphonse sẽ cho tất cả nhân viên của mình nghỉ việc sớm để họ chuẩn bị mừng lễ tạ ơn vào ngày hôm sau. Ông Alphonse nhớ lại, tôi đã không thể hiểu được tại sao chúng tôi lại làm điều này. Một ngày nọ, cuối cùng chúng tôi hỏi cha tôi, và ông trả lời, con phải hiểu, thật là tuyệt vời khi giúp đỡ mọi người. Thật là tuyệt vời khi giúp đỡ mọi người, và lễ tạ ơn là thời điểm đặc biệt trong năm. Cha của Alphonse qua đời năm 2006. Ông Alphonse và anh trai kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Kể từ khi nghỉ hưu, ông làm công việc quản lý và phát triển bất động sản và điều hành một công ty chuyên cung cấp và cải tạo căn hộ. Ông kể rằng, một ngày kia, vợ chồng ông đang ngồi nói chuyện với nhau và họ nhớ lại điều thường làm vào thời điểm lễ tạ ơn. Họ nhớ lại, họ đã hăng hái chất những con gà Tây lên chiếc xe tải, đi ra ngoài và chăm sóc cho mọi người. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau xong, thì vợ ông mới đề nghị là, tại sao chúng ta không tiếp tục cái công việc này, không tiếp tục cái truyền thống tốt đẹp này. Vì thế mà ông đã đến gặp tổ chức bác ái ở Brooklyn và Queens để xem mình có thể làm được cái gì. Từ hơn 10 năm nay, tổ chức bác ái ở Brooklyn và Queens đã tổ chức chương trình tặng gà Tây và thực phẩm cho lễ tạ ơn. Mỗi người sẽ nhận được một phiếu gồm một con gà Tây và một giỏ gồm các món cho bữa ăn trong lễ tạ ơn. Năm nay, tổ chức đã phân phát gần 1.600 con gà Tây và 1.200 gói thực phẩm cho các gia đình thiếu thốn. Năm 2016, ông Alphonse và bà Maria, vợ ông, đã trở thành nhà tài trợ chính của chương trình tặng quà, quyên góp khoảng 700 con gà Tây. Từ đó, họ tiếp tục công việc đóng góp đó vào dịp lễ tạ ơn hàng năm. Ông Alphonse chia sẻ, bất kỳ ai cũng có thể viết chi phiếu hoặc gửi một khoản đóng góp. Nhưng tôi phải nói với bạn rằng, đó thực sự là một cảm giác tuyệt vời khi bạn đưa cho một người một con gà Tây. Một cảm giác rất là tuyệt vời khi bạn cầm con gà Tây đưa cho người đó và người đó sẽ quay lại, nhìn bạn, mỉm cười và nói cảm ơn. Và bạn biết đó là một lời cảm ơn chân thành. Cái cảm giác đó tuyệt vời. Năm nay, bất chấp những thách thức do đại dịch virus corona gây ra, gia đình của ông bà Alphonse đã gia tăng quyên góp.
Ngoài 700 con gà Tây được gửi cho tổ chức bác ái công giáo như thường lệ, họ cũng tặng 200 con nữa cho một nhà thờ địa phương. Năm nay, gia đình ông Alphonse phải mua những con gà Tây lớn hơn bình thường và với giá cao hơn, bởi vì những con gà Tây nhỏ hơn đã được mua nhiều hơn rồi và do đó khó tìm hơn, người ta đã mua hết rồi, nó rẻ hơn. Theo ông, năm nay nhiều người chọn ở nhà và tổ chức lễ tạ ơn nhỏ hơn vì đại dịch virus corona. Điều này thực sự có nghĩa là sẽ có nhiều khả năng lễ tạ ơn diễn ra trên toàn quốc trong năm nay. Mọi người mua những con gà Tây nhỏ hơn cho những cuộc tụ họp nhỏ hơn, và vì thế chỉ còn lại những con gà lớn và dĩ nhiên với giá cao hơn. Ông Alphonse cho biết doanh thu của công ty của ông đã bị ảnh hưởng trong thời kỳ đại dịch do nhiều dự án xây dựng ngừng hoạt động trong thời gian đóng cửa. Nhưng ông không thay đổi cam kết tặng gà Tây hàng năm. Ông nói, có rất nhiều người gặp khó khăn hơn chúng tôi. Ông biết chắc rằng có nhiều người thực sự cần giúp đỡ. Năm nay, vợ chồng ông sẽ giúp 900 người. Đó là một con số nhỏ so với hàng triệu người nghèo, nhưng họ đang làm nhiều bao nhiêu có thể. Ông Alphonse cảm thấy biết ơn vì ông đủ may mắn để có thể giúp được rất nhiều người. Và ông đã khuyến khích những người khác giúp đỡ người nghèo nhất bao có thể. Ông nói, chúng ta coi rất nhiều thứ là điều hiển nhiên, ví dụ như là thức ăn trên bàn của chúng ta. Nhưng khi bạn đến những nơi ở những khu phố khác nhau và thấy những người đi ra mang theo một giỏ đồ trợ giúp, bạn thực sự thấy rằng họ thiếu thốn và thực sự đánh giá cao điều này. Thưa anh chị em và các bạn, đó là một hành động thực hành lòng thương xót của một đôi vợ chồng công giáo ở New York, tặng gà Tây cho những gia đình nghèo để ăn mừng lễ tạ ơn Thanksgiving. Lễ tạ ơn Thanksgiving là lễ lớn ở bên Mỹ mà dịp này người ta đổ xô đi để mà mua sắm, đó là mùa mua sắm. Có những người mua mà không biết mua để làm gì, vì thấy người ta đi mua mình cũng mua, thấy nó rẻ thì mua. Có khi mua từ năm này đến sang năm mà vẫn chưa có dịp để mở cái gói quà ra, mở cái món đồ bên trong ra. Có những người bây giờ Việt Nam cũng vậy, họ giàu quá, quá sức giàu, nói với chuyện toàn nói chuyện trăm tỷ với ngàn tỷ, đi nói chuyện toàn là ăn ở những chỗ nào sang nhất, rồi kể đi du lịch nước này, nước nọ, nước kia. Công giáo thì kể đi hành hương ở chỗ này, chỗ nọ. Và nhà thì ở đảo Kim Cương, rồi thì ở căn hộ sang, rồi những khu biệt thự mắc tiền, vân vân. Và cuộc sống của họ cũng chẳng khác gì bên Mỹ, chẳng khác gì bên Âu Châu. Nó hoàn toàn cách xa với, có một cái khoảng cách càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng giữa giàu với nghèo ở nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Có những người trong tay cả ngàn tỷ, có những người trong tay 1.000 đồng không có. Cho nên anh em chúng tôi bảo nhau rằng là hơn 10 năm nay đi vào con đường lòng thương xót Chúa, chúng mình đã đi đến những vùng sâu vùng xa, những dịp Trung Thu, Noel, Tết, rồi mùa chay, mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa Phục sinh. Hầu như quanh năm tứ thời bát tiết đủ mọi mùa, chúng tôi đều dấn thân đến những vùng sâu vùng xa. Có những chuyến đi hiểm trở, phải nói là một sống một chết. Có những lần đi 4-5 chiếc xe mà là xe be chở đá cát, nhưng mà anh em chúng tôi ngồi nhồi trên đó để leo cái đèo, một bên là vực thẳm, một bên là núi cao, trời thì mưa trơn trượt và tối, không đèn không điện, cứ vậy mà lao đi. Nếu chưa không gìn giữ thì bây giờ cũng xanh mồ, anh chị em cũng dỗ, biết là dỗ mãn tàng chắc lâu rồi. Nhưng mà Chúa vẫn cứ gìn giữ như vậy, và Chúa vẫn nuôi dưỡng, Chúa nuôi dưỡng người nghèo
qua những con người đóng góp âm thầm như là ông bà Alphonse ở bên New York. Ở Việt Nam chúng ta thấy trong cơn đại dịch cũng có nhiều sáng kiến để giúp đỡ, như là cái máy phát gạo ATM. Nhiều anh em trong nhóm thiện nguyện cũng như là những người trong cộng đoàn lòng thương xót nói rằng thưa cha, chúng con đang đi phát gạo bằng ATM ở chỗ này chỗ nọ chỗ kia, vì con thấy nhóm của cha đi cho nên chúng con không thể tham gia nhóm được, thì chúng con tự tổ chức với nhau và rất tốt. Anh chị em, mỗi nhóm nhỏ đi chia nhiều ra thì mới đến được nhiều người, mới đến được nhiều nơi. Còn nếu chỉ tập trung một nhóm thiện nguyện tín thác chúng tôi thì không thể nào đi hết được. Và có một điều đó là Chúa lo lắng sắp xếp như thế nào đó. Không có một đại gia nào đỡ đầu, không có một công ty nào đỡ đầu, không có một tổ chức nào đỡ đầu. Chỉ có dựa vào duy nhất, chỗ dựa duy nhất, cái ô dù lớn nhất và nguồn cung cấp lớn nhất, đó là lòng Chúa thương xót. Cho đến bây giờ thực sự với anh chị em, tôi cũng không hiểu, không biết là ở đâu mà nó có, do đâu mà nó như thế, mà không bao giờ cạn. Chúa vẫn cứ không cho mình dư thừa, không bao giờ cho mình thiếu, mà cứ vừa đủ, tháng này vừa đủ hết thì tháng sau lại có chương trình mới, Chúa lại tiếp tục cung cấp bởi những con người âm thầm đóng góp, bởi những con người bớt miếng ăn, bớt tiêu xài, bớt sử dụng những cái gì không cần thiết, chứ không phải bởi những con người có cả ngàn tỷ, cả trăm tỷ, rồi hết biệt thự này đến đảo kim cương kia. Không có đâu thưa anh chị em. Không có ai tài trợ, không có tổ chức, không có một người nào đỡ đầu. Chỉ dựa vào duy nhất một mình Chúa. Như Chúa nói với Faustina, đừng tìm sự trợ giúp nơi người đời. Chúa có cách của Chúa, có đường lối của Chúa, và Chúa sẽ sai những tâm hồn thực sự họ muốn thực hành lòng thương xót. Thực sự họ không cần biết tên biết tuổi, thực sự không cần nêu danh là đại ân nhân, là thế này thế kia, cũng chẳng cần phải bán đấu giá để họ được đi lên họ cầm cái vật đấu giá đó rồi quay phim chụp hình. Không cần thiết như vậy nữa. Chúa bảo không cần. Ta lo cho con. Nếu con tín thác, nếu con thực sự muốn làm với tất cả lòng thành, với tất cả nhiệt thành, với tất cả cái tâm thành, nhiệt thành, tâm thành, thì ta sẽ là người đưa lối dẫn đường cho con. Đến những nơi nào, đến những người nào, ta sẽ có chương trình cho con. Và tất cả những món quà đều là món quà của lòng thương xót Chúa đây. Thưa anh chị em, đây là món quà quý nhất mà chúng tôi trao đến cho người ta. Thay vì con gà Tây có thể ăn ngon miệng, nhưng mà rồi con gà đó nó cũng vào bao tử rồi nó cũng đi ra ngoài. Nó không có còn một chút gì để nhớ, để thương. Trong khi đó, ngoài những món gà là con gà Tây, ở bên Việt Nam chúng tôi thì là mì gói, là gạo, là nhu yếu phẩm. Không quen ăn gà Tây, ăn gà đi bộ. Gà đi bộ chứ không ăn gà Tây. Thì món quà mà chúng tôi gửi tặng là món quà lòng Chúa thương xót. Để người ta có thể nghe, nghe ở nhà, nghe ngoài đường, nghe ngoài phố. Có những người bán hàng, có còn cứ mở, ai đến nghe thì nghe. Có những người bên Mỹ mở tiệm làm nail hay là làm đẹp cái gì đó, còn cứ mở, ai đến nghe thì nghe. Và có những người còn đăng lên báo nữa, để mời người ta đến và đón nhận những món quà này. Thì thưa anh chị em, những món quà quý nhất vẫn là món quà mà nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, đời sống tâm hồn. Món quà có thể biến đổi con người của họ, món quà có thể giúp cho họ để sẵn sàng đi về cuộc sống đời sau. Mà để đi về cuộc sống đời sau đó không mang theo cái gì cả. Vì tất cả những gì chúng ta giữ lại là chúng ta phải bỏ lại. Còn tất cả những gì chúng ta cho đi là những gì chúng ta còn lại, còn lại trên nước trời mai sau. Amen. Thứ hai ngày 18 tháng Giêng năm 2021. Thưa anh chị em, hàng năm, một tuần trước ngày lễ Thánh Phaolô trở lại, từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng, Giáo hội Công giáo cùng với nhiều giáo hội khác cùng nhau cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Hôm nay chúng ta bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu từ ngày thứ hai 18 tháng Giêng đến thứ hai tuần sau 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại. Tha thiết xin anh chị em các cộng đoàn Kitô hữu, nhất là các
nhóm Lòng Chúa Thương Xót, chúng ta làm tuần 8 ngày để cầu nguyện cho việc hiệp nhất Kitô hữu, nhất là trong hoàn cảnh mà đại dịch đang lan tràn rất mạnh trên nhiều nước tại Mỹ và Âu Châu cũng như nhiều nước khác, trong hoàn cảnh mà một số nước đang có những cuộc nội chiến bạo loạn, chia rẽ trầm trọng giữa những người dân trong nước, giữa những nhóm, giữa những đảng phái, giữa những người lãnh đạo, ai cũng muốn làm tốt nhưng lại không có thể ngồi nói chuyện được với nhau, đang là những người mà có thể đồng hành với nhau trở thành đối thủ của nhau, làm cho người thiệt thòi nhất vẫn chỉ là những người dân vô tội. Cầu nguyện cho việc hiệp nhất giữa các Kitô hữu, giữa những người tin vào Đức Kitô nhưng lại coi nhau như kẻ thù, hoặc lại không thể có tiếng nói chung, không thể đối thoại được với nhau và không thể sống chung hòa bình được. Đó là mục đích của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, các tín hữu Kitô đã có những chia rẽ, nhưng vẫn luôn cầu nguyện để xin ơn hiệp nhất và để hàn gắn những vết thương trong quá khứ. Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo năm 2021 sẽ giúp cho Kitô hữu nhận ra rằng họ càng đến gần Chúa Giêsu Kitô thì họ sẽ càng trở nên gần nhau hơn. Càng đến gần Chúa Giêsu thì càng trở nên gần nhau hơn, càng đến với lòng thương xót Chúa thì càng biết xót thương nhau, càng đến với tình yêu Chúa thì càng yêu thương nhau, càng đến với Vua bình an thì thấy mình mới sống được bình an. Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu, việc rời xa nhau là một hành động đáng hổ thẹn, bởi vì đó cũng chính là việc đang ngày càng rời xa Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu Kitô cho sự hiệp nhất là lời mời gọi quay trở lại với Chúa, và do đó mời gọi chúng ta đến gần nhau hơn, đến với Chúa và đến gần nhau hơn, vui mừng trước sự phong phú trong sự đa dạng của chúng ta, đến gần nhau hơn, thấy đông và thấy sự phong phú của đa dạng, chứ không thấy sự rối loạn của nhiều thứ, không phải là một mớ lẩu lộn xộn hỗn độn, nhưng đông, vui, trật tự và phong phú, vì như là một vườn hoa trăm hoa đua nở, trăm sắc, trăm màu, trăm hương. Và chủ đề đã được chọn là hãy ở lại trong tình thương của Thầy và anh em sẽ sinh nhiều hoa trái, dựa trên Gioan chương 15 câu 1 đến câu 17. Đó là chủ đề mà chúng ta cùng cầu nguyện trong suốt tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất năm nay 2021. Chủ đề được Tòa Thánh đưa ra đó là hãy ở lại trong tình thương của Thầy và anh em sẽ sinh nhiều hoa trái, Gioan chương 15 câu 1 đến câu 17. Và thể hiện ơn gọi cầu nguyện hòa giải và hiệp nhất thì chúng ta thấy được rằng là lời mời gọi của Chúa Giêsu ở lại trong tình yêu của Ngài có một thái độ nội tâm bắt rễ trong chúng ta theo thời gian. Nó đòi hỏi không gian để phát triển. Nó có thể bị lấn át bởi cuộc đấu tranh cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, và nó bị đe dọa bởi những sự sao lãng, bởi những tiếng ồn, bởi những hoạt động và những thách thức của cuộc sống. Bây giờ nói ở lại trong tình yêu của Chúa, cụ thể là anh chị em hãy ở lại mỗi ngày với Chúa 15 phút trước Chúa Giêsu Thánh Thể và lần chuỗi lòng Chúa Thương Xót được không? Hoặc là anh chị em ở lại với Đức Mẹ cũng 15-20 phút trong chuỗi Mân Côi được không? Và ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể 5-10 phút để cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể được không? Phải ở lại, phải có không gian, phải có thời gian. Hai người yêu thương nhau mà muốn ở lại với nhau thì phải ở lại chỗ nào, ở lúc nào, ở bao lâu, chỗ nào, lúc nào, trong bao lâu chúng ta có thể ngồi được với nhau, có thể tâm sự được với nhau. Chỗ này em bận quá, cái này anh mắc đi công chuyện quá. Cứ người này bận, người này mắc đi công chuyện, cuối cùng cái tình yêu nó sẽ nhạt nhòa theo năm tháng,
và nó sẽ bị rạn nứt có khi bởi những công việc, rồi có những khi hiểu lầm, nghi ngờ, không có thể đối thoại được với nhau. Rồi riết cái mình quên nhau vì mình thấy có chỗ khác hay hơn, có người này đẹp hơn, có người kia dễ thương hơn. Cũng thế thôi, mình đến với Chúa nhưng mà thấy dịch vụ này kiếm được nhiều tiền hơn, chỗ kia làm ăn khá hơn, còn chỗ này mình được nổi tiếng hơn, chỗ kia mình được nhiều người biết đến hơn. Cuối cùng có khi vì lao vào trong hoạt động, mình sao nhãng kết nối với Chúa. Mà khi mình sao nhãng, mình kết nối với Chúa thì có khi chúng ta cũng sao nhãng với nhau, vì chỉ chú ý đến hoặc là công việc hoặc tiền bạc mà đánh mất con người. Có rất nhiều gia đình vì thiếu sự ở lại như vậy mà hóa ra càng làm nhiều tiền bao nhiêu thì con người ta càng xa nhau bấy nhiêu. Vì đồng tiền nó liền với khúc ruột, còn tình yêu nó tuột mất tiêu. Đồng tiền thì liền khúc ruột, thì lúc đó tình yêu nó tuột mất tiêu. Nhớ thưa anh chị em, hãy dành những giây phút này để chúng ta ở lại bên Chúa, ở lại bên nhau. Lúc mà tôi đang chia sẻ với anh chị em đây là lúc mà chúng tôi tha thiết xin anh chị em cùng với chúng ta cùng ở lại trong lòng thương xót của Chúa đi. Đừng có sao nhãng nữa. Kệ nó, bên ngoài nó muốn biểu tình thì kệ nó, virus ra thì kệ nó, nó muốn là tham nhũng hối lộ, kệ nó đi. Bây giờ giây phút này mình gắn bó với Chúa, tha thiết này xin Chúa kéo ơn của Chúa xuống để mà Chúa hòa giải tất cả những bất đồng bất mãn, để mà Chúa hàn gắn tất cả những rạn nứt, những đổ vỡ. Chỉ có Chúa mới thay đổi lòng con người ta. Biểu tình chống đối rồi thì bài bác, rồi chia rẽ, chỉ tổ chia rẽ nhau thôi. Người thì bên ông này, người bên ông kia, người thì bên nhóm này, người bên nhóm nọ, người bên cha này, người bên sơ kia. Cứ vậy mà ai cũng bảo là người đó đúng, ai cũng bảo nhóm mình tốt, ai cũng bảo là tư tưởng của mình, lựa chọn của mình là hay. Cuối cùng mình chống lại những sự lựa chọn của người khác, chống lại những sở thích của người khác, chống lại những cái gì mà người ta cho rằng đúng, ai cũng bảo rằng đúng. Biết thế nào là đúng? Một con voi, người thì sờ chân bảo nó là cái cột đình, người thì sờ cái quả, cái tai nó bảo là cái quạt, người sờ cái đuôi nó bảo là cái chổi. Cũng con voi đó mà mỗi người sờ một cái, mình chỉ nắm được một phần sự thật thôi, chỉ nắm được một phần chân lý thôi. Mình chỉ biết được cái hiện tượng như vậy thôi, còn cái bản chất nó như thế nào chưa biết được. Mình nghe người ta tuyên bố, nghe người ta nói như vậy thôi, thực chất có hay không mình không biết được. Vậy mà vội phê phán, rồi vậy vội mà đấu tranh với nhau, rồi bất mãn với nhau, rồi bất hòa với nhau, rồi giận nhau, có khi không nói chuyện với nhau, không ăn cơm với nhau, không đội trời chung với nhau, không lần hạt lòng thương xót chung với nhau nữa, chỉ vì những cái chuyện chính trị, chỉ vì những cái chuyện xã hội, chỉ vì những chuyện quan điểm nó khác nhau. Nguy hiểm lắm. Cho nên lời mời gọi của Chúa là ở lại trong tình yêu của Chúa. Lúc đó mới sinh hòa trái. Trong tuần lễ này chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho mình được cái điều đó, cầu xin cho mình được ở lại trong tình yêu của Chúa. Mà muốn ở lại thì phải có thời giờ, phải có thời gian và không gian, không cách nào khác được. Những người tin vào Chúa Kitô đã chia rẽ và đang chia rẽ. Đó là một thực tại mà bất cứ triều đại giáo hoàng nào cũng nỗ lực để hàn gắn lại. Chẳng những giáo hội Công giáo làm điều đó mà thôi, nhưng còn nhiều giáo hội tin lành và những anh em Kitô hữu khác cùng chung tay trong những cố gắng xóa bỏ những cách biệt, xích lại gần nhau để cùng hướng đến sự hợp nhất toàn vẹn, thực hiện lời cầu xin của Chúa Giêsu: xin cho họ nên một. Gioan chương 17 câu 22. Xin cho họ nên một để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Nội hiềm khích vì nhiều lý do, những cái hiềm khích vì lịch sử, thần học, văn hóa, đức tin, vân vân, đã khiến thân hình toàn vẹn của Đức Kitô bị chia cách. Mà Phaolô nói rằng là hóa ra thân mình Đức Kitô bị xé nát rồi hay sao? Thậm chí các thành phần còn tìm cách tiêu diệt nhau nữa. Và sự chia cách này còn tiếp tục, trong đó có trách nhiệm của mỗi một người chúng ta. Tội lỗi chung hay của cá nhân đều mang đến sự phân rẽ trong mối tương quan với Thiên Chúa, trong mối tương quan với chính mình và trong mối tương quan với anh chị em của mình. Một trong những nỗ lực đi tìm sự hiệp nhất mang lại hiệu quả nhất là
cùng nhau cầu nguyện cho hiệp nhất. Cùng nhau cầu nguyện cho hiệp nhất. Thưa anh chị em, từ gần 100 năm nay, đặc biệt từ sau công đồng Vaticano thứ hai, tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu vào đầu năm mới là một nỗ lực với sự cộng tác của nhiều giáo phái Tin Lành và giáo hội Công giáo. Mỗi năm thường được tổ chức từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng, ngày mừng kính Thánh Phaolô, với một chủ đề kinh thánh cho tuần cầu nguyện ấy. Và chủ đề của năm nay: hãy ở lại trong tình thương của Thầy và anh em sẽ sinh nhiều hoa trái. Gioan 15:1-17. Và ngày hôm nay, thưa anh chị em, có thể trong mỗi cộng đoàn giờ này, có thể trong gia đình anh chị em, có thể trong nhóm cầu nguyện của anh chị em, chúng ta họp nhau lại được, quá tốt. Nhưng mà hoàn cảnh này, virus corona nó đang hoành hành, mình không thể nào mình ngồi với nhau được như ngày trước, thì vẫn có thể hiện diện bên nhau trong lòng tin, trong lòng mến, trong sự hiệp thông với nhau. Tất cả cùng tin vào Chúa Giêsu. Và giờ này, dù anh ở Mỹ, chị ở Đức, bà ở Âu Châu, cháu ở Việt Nam, thím thì ở mãi bên Lào Cai, vân vân, cùng mở ra, cùng lắng nghe, cùng hiệp thông với nhau để cầu nguyện cho hiệp nhất. Chúng ta quy tụ nhau trong tuần cầu nguyện cho các Kitô hiệp nhất để cùng nhau cầu nguyện và đáp lại lời mời gọi của Chúa là canh tân chính mình. Muốn hiệp nhất thì điều đầu tiên là phải canh tân đổi mới chính mình trước. Nếu mình cầu nguyện xin Chúa đổi mới người khác, đổi mới môi trường, đổi mới vũ trụ, đổi mới thế giới mà chính mình không đổi, chẳng hiệp nhất được với ai. Có khi người ta hiệp nhất được hết, còn mình bắn ra ngoài. Thưa anh chị em, mình không phải là người đứng bên ngoài để cầu nguyện cho hiệp nhất, mà tôi đứng bên trong cùng với anh em tôi cầu nguyện cho chúng tôi được hiệp nhất với nhau, cho mỗi người chúng tôi được đổi mới. Và điều mà tôi, Trần Đình Long, là phải canh tân đổi mới chính mình tôi và thắt chặt mối liên kết của chúng ta với Chúa Kitô bằng lời ca, tiếng hát, bằng lắng nghe, suy niệm, sống lời Chúa, bằng lần chuỗi lòng Chúa thương xót, lần chuỗi mân côi, để cầu nguyện xin Chúa cho có sự hiệp nhất trong hội thánh, trong mỗi cộng đoàn, trong mỗi gia đình, mỗi giáo xứ. Trong tuần cầu nguyện này, chúng ta cũng được mời gọi đọc lại và đào sâu các bài suy niệm 8 ngày trong tương quan với đoạn lời Chúa: hãy ở lại trong tình thương của Thầy và anh em sẽ sinh nhiều hoa trái. Gioan 15 câu 1 đến câu 17. Câu hỏi này là lời mời gọi chúng ta cầu nguyện và lượng giá về chính mình, không chỉ với tư cách cá nhân nhưng còn với tư cách cả cộng đoàn Kitô hữu. Và đoạn kinh thánh được chọn đưa ra cho chúng ta lời chất vấn trong bối cảnh thời đại mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, có quá nhiều chia rẽ, có quá nhiều bất đồng, có quá nhiều bất hòa. Chúng ta không thể tiếp tục sống cô lập trong chính các cộng đoàn Kitô hữu của mình mà lại cho rằng mình có sự hiệp nhất. Chúng ta phải sẵn sàng đón nhận những ân huệ của nhau, đón nhận những ân huệ của nhau, chứ không phải là chỉ đón nhận tính xấu, tật xấu. Ta đón nhận những món quà vật chất sao dễ thế, nhưng mà đón nhận ân huệ của nhau đôi khi ta chưa chắc đã chịu, chưa chắc chịu đón nhận ân huệ của nhau. Phải thấy được ý nghĩa sâu xa của món quà mà chúng ta trao tặng cho nhau. Tôi đang hát, có người hát hay hơn, tôi có đón nhận món quà đó không? Đó, ân huệ mà Chúa trao cho họ cũng là trao cho tôi, để tôi được thưởng thức. Tôi đang giỏi, có người giỏi hơn tôi có thấy được, có chấp nhận được cái món quà đó hay không? Tôi chỉ chấp nhận cái gì nó hơn người khác, tôi vui lắm. Này, anh với tôi đi mua vé số. Mua vé số xong, khác nhau còn số à? Tôi 911, anh 912.
tôi 911 luôn an ủi anh 912 luôn độc đắc. Tôi có dám đón nhận món quà ân huệ Chúa ban cho anh hay không? Nói thật lòng đi. Hay là Chúa ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao mà Chúa lại lộn thế? 911 sao lại Chúa lại để 912 là thế nào? Đón nhận món quà ân huệ. Đón nhận món quà ân huệ. Có khi mình thấy người khác xấu, mình lại dễ đón nhận hơn vì nó xấu tức là mình đẹp. Thế không? Còn đón nhận món quà ân huệ là đón nhận cái đẹp của nó, có nghĩa là mình chấp nhận mình xấu. Đón nhận món quà ân huệ là chấp nhận nó giỏi hơn mình. Chấp nhận được không? Đón nhận món quà ân huệ nữa là mình đi xe đạp, món đi xe hơi, chịu uống nổi hay không? Là người ta giàu hơn mình, người ta đẹp hơn mình, người ta hát hay hơn mình, và mình đi ra thì chẳng ai chào. Mà nó vừa đi ra cả bao nhiêu người súng lại bắt tay chào chào chào. Món quà ân huệ nó được như vậy, mình có đón nhận món quà ân huệ Chúa trao cho nó hay không? Hay là Hiệp nhất đấy. Điều này đòi hỏi chúng ta phải coi trọng người khác và thấy được những đặc sủng nơi họ. Thấy được đặc sủng nơi họ chính là sự phong phú trong thân mình Chúa Kitô. Thấy được đặc sủng nơi họ. Họ có đặc sủng như là Phao-lô nói, người thì được ơn chữa lành, người thì được ơn nói tiên tri, người thì được ơn hiểu biết tiếng lạ, người thì được ơn này, người ơn nọ, ơn kia. Nhưng tất cả đều chỉ nhằm một mục đích là phục vụ cho thân mình Đức Giêsu Kitô, để phục vụ và làm vinh danh Chúa mà thôi. Chứ đặc sủng đó không phải để tôi được vinh danh, chứ đặc sủng đó không phải để tôi vinh thân phì gia. Nhưng mà đặc sủng mà tôi có là để phục vụ cho hội thánh và làm vinh danh Chúa. Mình có thấy được đặc sủng nơi những người khác để làm cho thân mình Chúa được phong phú hay không? Hay là tôi chỉ có hoa này thôi, không có hoa nào khác hết. Ai mà cắm hoa khác là tôi vứt đi hết. Bình hoa này hoa gì? Hồng à? Hay là lis gì đó? Chỉ cái này thôi. Tôi thích màu hồng, đúng. Tôi yêu màu hồng, đúng. Nhưng mà người khác thích màu tím thì sao vậy? Thế không? Mình có dám chấp nhận đặc sủng của người khác, đón nhận đặc sủng nơi những người anh chị em của mình hay không? Và Chúa Phao-lô nói rằng đừng dập tắt thần khí. Tại vì đặc sủng đó là ơn của Chúa Thánh Thần. Mà mình không đón nhận cái đặc sủng đó, tức là mình dập tắt thần khí. Phao-lô bảo đừng dập tắt thần khí. Chúa ban cho mỗi người cái ân huệ. Đáng lẽ là mình phải làm sao cho có cái môi trường để ân huệ đó được càng ngày càng phát triển và lớn lên để phục vụ. Mà cứ thấy nào lừa mà có cái gì hay, có gì hơn là dập. Chúng ta chỉ biết dập tắt mà không biết khơi dậy. Chỉ biết giết chết mà không biết nuôi sống. Chỉ biết khai tử mà không biết khai sinh. Vì mình không chấp nhận đặc sủng nơi người khác, không chấp nhận ân sủng mà Thiên Chúa trao ban cho họ cũng là để trao tặng cho tôi. Tại vì một ân sủng mà Thiên Chúa trao ban cho ai, một đặc sủng mà Thiên Chúa trao ban cho ai không phải là cho họ, nhưng mà qua họ, vì những người khác mà trao đó cho họ. Ví dụ một bác sĩ được một cái đặc sủng là chữa lành, ta gọi là bác sĩ mát tay chẳng hạn, thì có phải cho ông ấy đâu. Có khi ông ấy đau bệnh, ông chẳng chữa được cho ông ấy. Hỡi thầy thuốc hãy tự cứu lấy chính mình, không cứu được. Nhưng mà ông dùng cái đó, ân huệ đó để chữa cho những người khác. Tôi có ông thầy mỗi Chủ nhật lên châm cứu. Nói ông là không có đạo nha. Ông lấy vợ có đạo, phép chuẩn, mà thuộc giáo lý kinh thánh, học hỏi kỹ lắm. Mỗi lần mà ông châm cho tôi một cái, ông bảo con nói câu xin Chúa cứu chữa cha, hay là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa. Cầm một cái ngải hơ vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa. Bác sĩ không có đạo mà chữa bệnh, mỗi lần lấy một viên thuốc, cầm một cái ngải châm, hoặc là lấy một cái kim chích vào người nào, thì một lời nguyện ngắn nhỏ như vậy. Tuyệt vời không? Thì có phải là cho ông ấy đâu,
mà cho người khác, cho người bệnh. Hoặc là anh có tài hát hay chẳng hạn, có phải hát để cho anh đâu, nhưng mà nếu anh hát hay, hát đúng, làm cho người ta nâng tâm hồn lên, ta cầu nguyện sốt sáng hơn. Cứ như tôi hát cứ ngang, người ta cầu nguyện, ta chi trí rồi. Ta lo ra, ta không biết là nó vô lúc nào. Và tôi được thuộc lại cái bèn ngang. Mẹ tôi bảo sao mày không chịu ngồi dọc, mày cứ ngồi ngang lại cho nó chửi cho. Thì thưa anh chị em, cái ân huệ mà Chúa ban cho người khác, mình nhận, chân nhận ân huệ đó là để cho mình và cho những người khác, chứ không phải là cho họ. Như vậy thì mình bớt cái sự ghen tị. Muốn hết ghen tị phải nhìn cái đó. Còn không, cái máu ganh tị nó lên làm cho người ta chia rẽ. Sợ nhất là cái đó. Đúng không thưa anh chị em? Tôi muốn hiệp nhất với anh lắm, nhưng mà với điều kiện anh phải dưới cơ tôi thì tôi mới hiệp nhất được với anh. Hai giáo sứ mà muốn hợp nhất với nhau thì giáo sứ này phải là giáo sứ mẹ, giáo sứ kia phải giáo sứ con thì mới hiệp nhất được. Tôi muốn nói chuyện với anh mà là thương thiết thì anh phải nhượng bộ tôi. Lúc nào cũng vậy, lúc nào mới phải giành phần thắng, giành phần hơn. Mà không hơn được, không thắng được thì bắt đầu mình chơi trò nói xấu, chơi trò hạ người ta, thay vì mình cố gắng để mình vươn lên bằng hoặc hơn người ta. Cố gắng, nỗ lực, rèn luyện bản thân, trau dồi kỹ năng thì lại đạp người ta xuống để mình lên. Khi mình đạp người ta xuống thì mình có lên được tí nào đâu. Có đúng không? Đây, anh mức đây, anh đạp tôi xuống, anh đạp tôi xuống, anh vẫn đứng yên mà. Tôi xuống nhưng mà anh cứ đứng, vẫn đứng yên. Còn đây, anh muốn, anh ganh à? Anh muốn bằng tôi thì anh cố lên, anh cố lên, cố lên, anh bằng, anh cao hơn chưa? Cao hơn rồi mà cố hơn nữa lại cao nữa. Tự anh nâng cao anh lên. Còn người khác họ vẫn có giá trị của họ, không đụng tới. Đó là tự do và ân huệ Chúa ban cho họ. Còn anh được tự do, muốn lên muốn xuống tùy anh. Giá trị con người của anh, anh tự anh hạ xuống bằng cách anh với anh lôi thằng này xuống, với anh lôi nó xuống. Anh vẫn đứng yên chẳng hơn được cái gì, thế không ạ? Mà anh với nó xuống, nó mà chơi thì nó cũng đạp thêm tí nữa thì anh thấp hơn nữa. Tự anh phải thấp hơn nữa, thấy không? Bộ nó không biết chống lại à? Còn nếu người ta cao, mình trân trọng giá trị, trân trọng đặc sủng của người ta, cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên, bằng. Tức anh đã nâng lên rồi, thấy không? Mà người ta không cố lên thì lại đi theo người ta. Rồi mình cố lên mình đi hơn người ta. Lên xuống tùy mình, mà vẫn trân trọng anh em mình. Anh em mình muốn lên xuống, chuyện đó của anh em, tự do của anh em, quyền của anh em. Tại sao mình muốn điều khiển người ta chi? Anh không được giàu hơn tôi, ớ kìa. Tại sao anh không, đừng nói là anh không được giàu hơn tôi, mà không nói rằng là tôi sẽ cố gắng để giàu như anh. Thấy chưa? Tôi cố gắng để tốt như anh. Nó tốt, nó làm việc thiện, được nhiều người quý mến. Mình đi mình ganh. Ganh thì bây giờ anh cứ làm việc thiện đi, anh sống tốt đi, rồi người ta sẽ quý mến anh, sao anh không ganh cái đó đi? Thế không ạ? Mà cứ thấy người ta được, người ta làm việc thiện, người ta được quý mến, làm đầu anh nói xấu, nói hành, nói kéo người ta xuống, kéo người ta xuống, kéo người ta xuống, kéo người ta xuống. Anh có lấy được tí nào đâu. Khi mình kéo người ta xuống, mình không lên được tí nào, mà sợ người ta đè mình nặng hơn nữa, còn xuống thấp hơn nữa. Dại vậy. Cho nên mình họp nhau trong suốt tuần lễ này, họp nhau trong lòng tin, trong lòng mến, với một niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Xin quyền năng lòng thương xót của Chúa tràn ngập trên tâm hồn chúng con, cho chúng con ở lại trong lòng thương xót của Chúa, kín múc nơi lòng thương xót của Chúa những ân sủng, để con trao ban, chia sẻ những ân sủng, ân huệ Chúa cho anh em con, và để con cũng biết mở trái tim, mở tấm lòng, mở đôi tay đón nhận những ân sủng Chúa ban cho con qua ân sủng anh em nhận được. Giờ đây chúng ta cùng sám hối, xin Chúa tha thứ vì nhiều lần đã đi ngược lại
Lời mời gọi của Chúa là nên một hiệp nhất với nhau. Lạy Chúa là đấng vô cùng nhân hậu trong sự hiệp thông với Đức Giêsu Kitô. Chúa đã làm cho chúng con nên phong phú nhờ ân huệ của tiếng nói và hiểu biết mà Ngài tặng ban cho chúng con. Nhưng chúng con lại thường kiêu căng, tự gán cho mình mà không nhận ra Chúa mới là nguồn gốc đích thực của những ân huệ ấy. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Lạy Chúa là đấng ban ân sủng trong Đức Kitô. Chúa ban cho chúng con không thiếu một ân huệ thiêng liêng nào, nhưng chúng con lại quá nhát đảm hay quá lo lắng, không dám chia sẻ những điều kỳ diệu của sứ điệp đem lại sự sống này cho mọi người chung quanh chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Lạy Chúa là đấng tốt lành. Chúa đã mời gọi chúng con kết tình huynh đệ với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con vì chúng con còn chưa nhiệt tâm hiệp nhất trong cùng một tinh thần, chưa nhiệt tâm hướng đến cùng một mục đích, và vì chúng con vẫn còn để chia rẽ và cãi cọ, ganh tị tồn tại giữa chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Lạy Chúa là đấng vô cùng nhân hậu. Chúa luôn trung tín đoái nhìn đến cả sự yếu đuối của chúng con. Chúng con xin Chúa tha thứ vì chúng con yếu hèn và vì chúng con dễ dàng chia rẽ nhau. Xin Chúa dùng ân sủng Chúa Thánh Thần mà đổi mới lòng nhiệt thành của chúng con, để chúng con can đảm dấn thân vào những đường hướng bền vững, là đường hướng tôn vinh, giao ước hiệp nhất giữa chúng con với Chúa, với tha nhân và với mọi loài thụ tạo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta cùng nhau đọc kinh cầu hiệp nhất Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã biên soạn. Lạy Chúa Giêsu, trước ngày chịu chết vì chúng con, Chúa đã nguyện cầu cho các tông đồ và tất cả mọi người được liên kết với nhau nên một. Như con ở trong Cha và như Cha ở trong con, xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con. Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận và có lòng can đảm để khai trừ mọi lãnh đạo, lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con. Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa, hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao. Lạy Thiên Chúa tình yêu hoàn hảo, xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa con đường dẫn đưa đến hiệp nhất trong đức vâng phục, đến yêu thương và sự thật. Chúa con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúng ta cùng nhau hát bài Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa.
Khi ấy các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-si-ô đang ăn chay, có người đến hỏi Đức Giê-su: tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-si-ô ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giê-su trả lời: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến cho chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới bầu cũng phải mới. Đó là lời Chúa. Bài phúc âm hôm nay nói chúng ta về việc ăn chay. Khi chúng ta nghĩ đến ăn chay thì chúng ta chỉ nghĩ, thường thường chúng ta chỉ nghĩ đến việc là chúng ta không có ăn thức ăn. Ngày nay thì có nhiều người giáo hội không muốn ăn chay, nhưng mà các chị vẫn ăn chay đều đều để cho người nó thon, mặc áo dài cho đẹp. Nhưng mà con nghĩ hôm nay trong cái bối cảnh nói khi bài phúc âm nói về ăn chay hôm nay, con nghĩ là chúng ta không có nên chỉ dừng lại việc ăn chay về thực phẩm mà thôi. Bởi vì chúng ta có nhiều cái chúng ta cần phải ăn chay lắm. Cái mục đích của ăn chay nó làm cho chúng ta được kết thượp mật thiết với Thiên Chúa. Ăn chay chúng ta chống lại cám dỗ, chúng ta chống lại bản thân, chống lại cám dỗ để chúng ta được kết thượp mật thiết với Thiên Chúa. Nhưng mà ăn chay nó không chỉ dừng lại, như con nói, không chỉ dừng lại ở ăn chay thực phẩm, mà chúng ta còn nhiều thứ chúng ta cần phải ăn chay. Ngày nay Đức Giáo Hoàng Francisco nói trong đầu cái dịp đầu năm mới, Ngài nói là chúng ta cần phải ăn chay, không cho được ngồi lê đôi mách, không được nói xấu người này, không được nói xấu người kia nữa. Mà ngày nay, nhất thứ là năm ngoái Covid, cho nên là nhiều người có thể trở nên nghiện social, các phương tiện social media, nghiện YouTube. Có thể chúng ta phải ăn chay cái đó. Có thể chúng ta phải ăn chay khỏi điện thoại để chúng ta có thời gian với cho gia đình, cho con cái, cho mọi người thân trong gia đình nhiều hơn. Chúng ta có nhiều thứ ăn chay lắm. Cố gắng, bây giờ hôm nay, trong ngày thánh lễ hôm nay, con xin mọi người chúng ta cần nghĩ, chúng ta còn tháng nữa là chúng ta vào mùa chay rồi. Tháng nữa hoặc hơn tháng nữa là chúng ta vào mùa chay rồi. Chúng ta cố gắng nghĩ ra, năm nay chúng ta trong cuộc đời hiện tại bây giờ, chúng ta cần phải ăn chay những gì để cho chúng ta được kết thiệp mật thiết với Thiên Chúa hơn. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Anton Viện Phụ. Ngài, con nghĩ là Ngài cũng đã ăn chay. Sau khi bố mẹ Ngài mất năm Ngài 20 tuổi, Ngài đã bán tất cả những của cải của gia đình đi, rồi chỉ để lại lo cho người em ăn học đầy đủ. Rồi sau đó Ngài đem đi cho người nghèo. Rồi sau đó Ngài vào sa mạc để Ngài tu, sống mấy chục năm ở trong sa mạc để kết thiệp mật thiết với Thiên Chúa. Đó là Ngài đã ăn chay, khỏi bị ràng buộc vào những của cải thế gian, khỏi bị lôi cuốn vào những của cải ở trần gian này, để được trọn vẹn cho Chúa, để được trọn vẹn sống cho Chúa trong cái nơi hoàng địa, để được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa hơn. Chúng ta xin Ngài, và sau đó Ngài được coi là ông tổ của các bậc đan sĩ, giống như là Ngài được coi là ông tổ của những cái người sống trong cái đời sống đan viện, sống trong đời sống chiêm niệm ngặt nghèo để kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Chúng ta xin Thánh Anton Viện Phụ cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta, để chúng ta biết nhận ra chúng ta cần phải ăn chay những gì. Chúng ta không chỉ cần phải ăn chay khỏi thực phẩm, nhưng mà chúng ta cần phải có những điều mà chúng ta cần phải ăn chay để chúng ta có thể sống cho Chúa, để kết hợp mật thiết với Ngài, và có thể chúng ta có được sức mạnh để chống chọi lại
những gì cám dỗ đang rình rập trong cuộc đời của chúng ta mỗi ngày. Lạy Thánh An Tôn Viện Phụ, xin cầu cho chúng con. Amen.